Đây là cầu thứ ba đấy nha. Đây là cầu thứ ba của cầu Sư đấy nha. Wow. Biết chưa nào? Thế cái đồ kia tiện vào này. Đồ đỏ này cất đi được đâu? Chắc ở đây hả? Trường hợp gốc gạo. Thì mai mình chuyển vào đi. Vậy cũng được. Không được, phải để như thế. Mày lấy cái máy chéo xuống này. Thích bình luận. Nhạt xoa luôn. Một phát sinh nhan qua luôn đúng không? Được không? Phải sinh nhan lâu lâu mình đi qua mày mới đúng không? Đấy chứ có xem mới đi. Nhiều thành phố không để ý được hết đâu. Ở đây để ý được. Thành phố không anh này đông chứ. Có thành thiếu nhau mày chủ không? Ở đây có cái gì á? Nên đem vào thang nướng này. Phải nga. Sao mình mua vài con vào nướng không? Trong này có đi. Cái đấy là nướng sẵn rồi. Ở trong kia. Nếu là đi ăn nhiều cái đấy cả đất canh á. Chắc nó thịt mang về nhà thôi. Rồi nhớ kiểu nó kiểu sống sống rồi phải không? Cảm giác nó khó chịu. Nếu êm xe đường sóc êm ý, nhưng mà em đi đường này gần đỡ. Đi đường này đường đất à? Ai đi? Đừng có đi qua thoải mái. Nhưng mà chạy khách ấy vẫn không phải đi đấy. Rất là đẹp luôn. Này, đầu tư cái cầu. Đây không đi đến đâu à? Đây chỉ cho người cắm cảnh thôi nhỉ? Ồ, nghiêm nhỉ? À, cầu này để xây để anh em lên đây chụp ảnh thôi, ngắm cảnh thôi. Chứ không phải là đường đi lên thác. Em nhìn nha. Ủa, độ sâu cao đấy. Ủa. Đây điện này. Được thêm cây cầu nữa. Mẹ từ sướng đi. Thôi nhìn thấy cầu đẹp chụp cá thôi. Đi về đứng đây tao chụp cho mày. Cầu này cầu thứ hai. Ủa, thác nước kìa. Phú Lê à? Cái gì là phú? Không. Mình có xin phép đâu mà dám cứu hình. Sao lại đặt tên gọi là cầu chuối? Wow. Xóa tí đi kia, từ mái đi kia lên này. Này. Chuẩn bị bước chân đấy thác nha. Thác đằng trên đấy. Tuần ra. Đây là nhìn từ trên cao. Đây toàn cảnh của tháp nhìn từ trên cao đây. Đó.
Đây là thác Bắc Sủi đấy nhá. Đây là quay từ trên cao. Đây là thác ở trên cao. Đây là cầu thứ ba nhá, của thác Bắc Sủi nhá. Lâu không ra rồi mà ra cái là thấy đây là hoàn toàn thay đổi. Đó anh em nhìn thấy đây là cầu thứ ba, đi tôi sẽ lên trên đoạn đôi quay hơi gần hơn nhá. Chào anh em đi Xuân. Đây là cầu thứ ba đấy nhá, đây là cầu thứ ba của Bắc Sủi đấy nhá. Wow. Lên chưa nông? Đây toàn cảnh gái gú thanh niên trai gái tắm đây nhá. Tôi xuống đây thì toàn